Đố các bác biết cây này là cây gì nha. Cây khổ qua đó các bác. Thân to như ba ngón tay. Rễ thì kín hết cây bồn rồi. Hôm nay thì mình sẽ tháo hết chỗ nào cũng có rễ nữa này. Hôm nay thì mình sẽ vệ sinh hết tất cả các cái khay rau này. Đấy, nhổ ra hết một đống này. Cái tô này. Quế rất là nhiều, rau dền sáng giờ lò mò vệ sinh hết đống này. Hôm nay thì mình có một cái kế hoạch là mình sẽ thiết kế lại cái chỗ này, đem hết mấy cái khay này xuống làm một cái kệ mới đặt ở trên hồ cá và dời mấy cái chậu này vào đấy cho tiết kiệm diện tích. Chỗ này thì mình sẽ để trống để bàn ghế đá hay gì đấy. Kế hoạch là sẽ làm trong vòng 2 ngày và mình sẽ bỏ luôn cái thùng lọc. Rồi các bác chờ xem nha. Đấy, các bác thấy không? Rễ của cây khổ qua này. Trồng một cây thôi mà vệ sinh nó kinh vậy đó. Cho nên mình cũng rất là ớn mỗi khi mà trồng mấy cái dây leo trong này. Nó phát triển mạnh quá cho nên là kín hết cái bồn luôn. Rễ nó đâm cả trên mặt để nó tìm dinh dưỡng. Cho nên trồng aponics là cực nhất là trong giai đoạn này này. Mà mình vệ sinh không kỹ thì mấy cái này nó phân hủy xong nó sinh ra yếm khí, mình trồng nó không có được. Cho nên phải vệ sinh cho kỹ.
Rồi mình mới gieo hạt lại. Này mình gieo slash, còn cái kia mình gieo cái. Mấy bữa thì cái chỗ này nó chiếm diện tích quá, bữa nay dọn lại thấy gọn gàng. Đưa hết mấy cây vào trong gấp. Chỗ này rộng rãi luôn.